Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu ca ca, chương 50, Vương Dương than khóc. Vương Dương bị chặn lại ở khu trung tâm thương mại. Sau sự cố bị tạt mực tối qua, Vương Dương trở về công ty đã vô cùng tức giận. Trợ lý pha cho hắn một ly trà, còn đang bốc khói. Hắn liền không lưu tình tạt ngay vào mặt cô ta. Trợ lý hét lên một tiếng thất thanh. Cô gái nhỏ chạy ra ngoài lau nước mắt, rốt cuộc chịu không được sự hành hạ liền từ chức. Vương Dương một chút cũng không bận tâm. Cô gái bé nhỏ không xuất chúng cũng không có gia thế, thì có là cái thá gì? Lúc nửa đêm trên Douban xuất hiện bài đăng kia, hắn cũng chẳng thèm để tâm. An tâm đăng lên video bán thảm thanh minh với fan, dặn dò công ty làm tốt công tác định hướng dư luận, an tâm về nhà ngủ một giấc ngon lành. Không ngờ rằng ngày hôm sau, tình thế đã hoàn toàn không kiểm soát được. Hai đoạn video vô cùng thuyết phục đã được lan tràn trên mạng, khiến hắn trở tay không kịp, dương mắt mà nhìn, bó tay chịu trận. Vương Dương lúc nào cũng mắt cao hơn đầu, sau khi nhìn thấy video có tiếng rên la phóng đảng của mình, lần đầu tiên cảm thụ được toàn thân phát cống như có chậu nước lạnh dội lên người. Chuyện này ồn ào như vậy trực tiếp khiến cho Vương Dương bị giới truyền thông bao vây chật kín ngay khi vừa xuất hiện tại sự kiện. Vương Dương, đối với hai đoạn video kia cậu có gì để giải thích không? Cậu thực sự đã giả vờ trước mặt người hâm mộ sao? Bộ mặt thật của cậu có phải là giống như trên mạng nói là đã khắc nghiệt với người khác không? Vương Dương, cậu có gì để nói với fan không? Cậu có thừa nhận mình là kẻ lừa đảo không? Vương Dương bị một đám đông vây quanh, sắc mặt đã trở nên tái mét. Những vệ sĩ đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho Vương Dương, nhưng không tài nào cản được quá đông truyền thông đang điên cuồng lao về phía trước. Vương Dương bị ánh đèn flash chụp liên tục làm cho tâm phiền ý loạn. Hắn mới vừa định đeo khẩu trang lên, bất ngờ từ đâu có một cái tay với vào, thô bạo kéo xuống, kéo đến tai hắn bỗng nhiên cảm giác đau nhức. Vương Dương bưng kín lỗ tai, hai mắt choáng váng. Giữa tiếng ồn ào huyên náo, không biết từ đâu bỗng nhiên bay tới một quả trứng gà, bang một tiếng nằm ngay trên mặt của Vương Dương. Vương Dương sợ ngây người, sửng sốt mất 2 giây sau mới duỗi tay ra, cảm giác được chất lỏng tanh tưởi đặc sệt của trứng gà đang chảy xuống. Một giọng nữ đang khóc nức nở vang lên. Vương Dương, ngươi là đồ lừa đảo, lừa gạt tình cảm của chúng ta. Vĩnh viễn sẽ không còn thích ngươi nữa, đồ bại hoại. Vương Dương, cút ra khỏi giới giải trí. Vương Dương, cút ra khỏi giới giải trí. Vương Dương kinh ngạc mà nhìn hết xung quanh. Hai chân đều mềm nhũn. Từ trước tới nay hắn lúc nào cũng được nâng đỡ, được ca ngợi, được tâng bốc lên tận mây xanh. Thế mà giờ sao lại giống như phạm nhân bị người ta giữ lại, thẩm vấn, nhục mạ như vậy? Loạn cả rồi, tất cả đều loạn hết cả rồi. Chỉ trong một đêm, sự tình đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn cho rằng hẳn là hắn đang nằm mơ. Môi hắn phát run lên, trong đầu một mảnh trống rỗng như pháo kích. Bên tai vang lên tiếng ong ong, nhóm truyền thông vây bức càng ngày càng chặt. Vương Dương rốt cuộc không chịu nổi nữa, chật vật đẩy đám người này ra như muốn chạy trốn. Bất ngờ có người giật mạnh quần áo hắn, làm hắn vừa chồm dậy đã bị ngã lăn ra đất, trông vô cùng khó coi. Trong lúc lộn xộn, không biết là ai đã giẫm mạnh lên mu bàn tay của hắn, khiến hắn đau đến mức kêu lên thảm thiết. Trò khôi hài này vẫn còn tiếp tục tiếp diễn cho đến lúc bảo an của trung tâm thương mại ập đến, cách ly cánh truyền thông bảo vệ cho Vương Dương rời đi mới kết thúc. Vương Dương ngồi trên xe trở về công ty, một bước cũng chẳng dám ra ngoài. Cánh truyền thông đã ùng ùng kéo đến vây ở những khu vực mà hắn có khả năng sẽ đến. Bất cứ lúc nào cũng có thể chụp được hắn, mắng chửi hắn. Ngay cả di động hắn cũng không dám xem. Vừa mở lên là sẽ thấy ngay một tràng giễu cợt chửi bới, fan thì đồng loạt tuyên bố đòi thoát fan. Hắn chui rút trong công ty giống như một con chuột đáng thương chạy qua đường. Sau mấy ngày như vậy, hắn đã chịu đựng đến cực hạn rồi, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Người đại diện thở dài hỏi hắn dự định làm sao bây giờ. Vương Dương trầm mặc một hồi lâu mới bảo người đại diện dụ cho cánh truyền thông rời đi. Thấy giới truyền thông đều bị dẫn dụ đến sảnh ngoài của công ty, Vương Dương liền chuồn ra từ cửa sau, ngồi lên xe. Hắn đi đến công ty của Diệp Đình. Hắn biết rằng đoạn video kia là do phía Diệp Đình để lộ ra ngoài. Dù vậy, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Khóc lóc cũng được, cầu xin cũng được, lên giường bán thân cũng được, hiện giờ chỉ có Diệp Đình là có thể giúp hắn. Đến công ty của Diệp Đình, trợ lý của Diệp Đình dường như đã biết trước hắn sẽ đến, liền dẫn hắn đến một căn phòng.
Vách phòng được làm từ loại kính đặc biệt, không thể nhìn thấy phía đối diện. Vương Dương mới vừa chạm lên mặt kính, cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm lại. Vài vệ sĩ với gương mặt dữ tợn bước vào. Vương Dương kinh giận. Các người muốn làm gì? Cút đi! Mấy người vệ sĩ này nhìn nhau cười lạnh, không nói tiếng nào, liền tiến lên túm chặt tay Vương Dương bẻ ngoặt ra sau như cách người ta chéo cánh một con gà. Một tên vệ sĩ mặt không biểu tình quát lên. Quỳ xuống! Vương Dương cố vùng vẫy đứng dậy, cao giọng mắng. Con mẹ nó, lão tử đến tìm dịp tổng nói chuyện, tụi bay cút ra, ai cho tụi bay vào đây? Vệ sĩ chẳng buồn nghe nói, cứ thế đá một cú mạnh vào cẳng chân của Vương Dương. Vương Dương đau đến mức kêu lên một tiếng, quỳ thẳng xuống. Vệ sĩ lại mặt không chút cảm xúc mà dùng sức nắm lấy tóc của hắn, nhấn mạnh đầu hắn xuống. Bang một tiếng, trán của Vương Dương đập xuống đất, đầu đối thẳng với vách tường bằng kính. Vương Dương chỉ thấy đầu óc choáng váng, thân mình vừa định nhấc lên, đầu liền lại bị đè xuống. Bang một tiếng, trán lại bị đập xuống lần nữa. Vương Dương hét lên, gào khóc, nhưng vệ sĩ không hề mảy may dao động, túm lấy hắn, từng cú đập hắn xuống trên mặt đất. Máu từ trán và nước mũi của hắn chảy dọc xuống theo sống mũi. Diệp Đình ôm Dương Gia Lập ngồi sau bức tường bằng kính, nhìn thấy một màn này. Khuôn mặt của Vương Dương bị máu nhuộm thành màu đỏ trắng đan xen, cả gương mặt sưng lên thành màu gan heo, trông qua biểu cảm thật gớm ghiếc, hoàn toàn không còn bộ dáng thiếu niên đơn thuần trên sân khấu nữa. Hết chương 50.